Không sao. Nhanh lên nào ba ơi. Hả? Kem ngon, kem ngon. Ờ được rồi, đứng ở đây chờ ba quay lại nhá. Lừa ba, có chuyện gì vậy? Các con của tôi mất tích rồi, chúng vừa đứng ở đây một phút trước mà. Đừng lo, chúng ta bắt đầu tìm ở quanh đây trước. Hả? Tôi tìm ra dấu chân của bọn nhỏ. Và dấu chân dừng lại ở đây. Hàng rào ở đây đã bị mất. Hả? Có vẻ như nó bị kéo đi mất. Dấu vết của hàng rào và dấu chân của bọn trẻ đều ở gần đường ray, rồi biến mất. Hả? Hả? Ôi không, bọn trẻ bị kẹt ở trên tàu rồi. Đi nào. Hả? Ôi không, nó đang đi vào đường hầm. Đúng rồi, giữ chặt nhé. Đi nào. Chúng ta đang đi ra ngoài rồi. Hãy bắt lấy hàng rào. Đi nào. Thật là một ngày tồi tệ. Nó bị kẹt rồi. Ở đằng kia, nhanh nào. Đừng lo, bọn chúng sẽ cứu cháu ra. Nhanh lên nào, Dobby. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, không được cho đầu vào giữa thanh chắn của hàng rào vì tò mò hoặc vui đùa. Các bạn có thể bị thương hoặc gặp nguy hiểm khi bị kẹt. Nếu chẳng may bị kẹt, đừng cố tự kéo mình ra. Hãy nhanh chóng nhờ sự trợ giúp từ người lớn. Hãy nhớ điều này nhé. Ông ơi, đừng đốt tôi. Ngon quá đi mất. Mình sẽ lấy hết mật ong ở chỗ này. Hmm.
thật là đáng sợ quá. Lũ ong này ở đâu mà ra vậy? Có phải lũ ong mình nuôi không? Có chuyện gì thế này? Tôi đã bị ăn trộm rồi. Cảnh sát trưởng Labrador đang nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, có một tên trộm đột nhập vào trang trại ong của tôi. Giúp tôi với. Gì cơ? Tôi sẽ đến đó ngay. Cảnh sát trưởng Labrador, tất cả vật ong của tôi đều bị trộm mất rồi. Giúp tôi, giúp tôi. Dobby, chúng ta hãy mau điều tra hiện trường ngay. Hả? Hàng rào đã bị phá hỏng. Có mật ong rơi ở dưới đất. Chúng ta một lần theo dấu vết của mật ong. Dấu vết dừng lại ở đây. Cái gì kia? Đây là một miếng của tổ ong. Vẫn còn vết mật ong ở trên. Tên trộm đó chắc chắn ở gần đây. Đàn kiến đang đến từ đằng kia. Lối này. Đàn ong. Đừng đuổi theo nữa mà. Cứu chồng ơi. Nhanh nào, chúng ta phải mau chóng bảo vệ mọi người. Cháu đừng cố gắng đánh đuổi đàn ong. Như vậy sẽ càng làm chúng tức giận hơn đấy. Dobby. Hả? Hãy mau trốn vào trong nhà. Nhìn số ong kia đi. Làm thế nào chúng ta có thể ra khỏi đây? Pavilion, chúng tôi bị ong bao vây. Chúng tôi cần sự trợ giúp. Đã rõ. Pavilion luôn có cách. Tên trộm chắc chắn đang ở gần đây thôi. Chúng ta mau đuổi theo đàn ông. Ở đây. Quan trang nhỏ bé, nhớ thu thập hết ông nhé. Văn tâm. Nhìn số mặt ong này đi, ngon quá đi mất. Ai thế nhở? Cảnh sát trưởng Labrador. Mình chạy thôi. Đứng lại đó. Dừng lại, nguy hiểm lắm. Đừng có mà hỏng lừa ta. Có rất nhiều ong. Bên trong bụng của con chân nhỏ bé. Đau quá. Đau quá. Tôi sẽ không bao giờ ăn trộm nữa đâu. Mau đưa anh ấy đến bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, nếu các bạn bắt gặp ong trên đường, đừng cố gắng đuổi chúng đi, mà hãy nhanh chóng nhẹ nhàng rời khỏi chỗ đó. Nếu các bạn bị ong đốt, cố gắng đừng gãi vết thương, mà hãy nhanh chóng đến bệnh viện gần nhất.
Hãy ghi nhớ điều này nhé. An toàn ngày mưa bão. Bắt đầu rồi nha. Bắt đầu có sấm chớp rồi, chúng ta phải về nhà ngay thôi. Được rồi. Một con chuồn chuồn nữa kìa, chúng ta bắt nó con này đi. Và sẽ bắt được mi. Đợi tớ với, yêu các cổ con. Một ngày tốt lành. Sao mà gió thế nhỉ? Né tránh hoàn hảo. Sóc bay nhỏ. Cảnh sát trưởng Labrador, hãy giúp cháu tìm bạn hiêu cao cổ con. Có chuyện gì vậy? Trời bắt đầu sấm chớp nhưng cậu ấy vẫn mãi chơi ở trong công viên đấy chú ạ. Hả? Gì cơ? Như vậy thật nguy hiểm. Cháu hãy đợi trong cửa hàng nhé. Các chú sẽ đi tìm cậu ấy ngay. Đường này. Hiếu cao cổ con. Hiếu cao cổ con. Hiếu cao cổ con. Cháu đang ở đâu? Hả? Dobby, cẩn thận! Hey! Đáng sợ thật! Không bao giờ được đứng gần cột điện khi trời giông bão nhé! Giờ ngươi không thoát được đâu! Ôi không, trời bắt đầu mưa rồi. Chúng ta cần tìm hươu cao cổ con ngay. Hươu cao cổ con. Hươu cao cổ con. Hả? Vợt bắt côn trùng à? Cái này của hươu cao cổ con. Cảnh sát trưởng Labrador, hươu cao cổ con chắc chắn ở gần đây thôi. Tôi có cảm giác như bị kiến cắn vậy. Ôi không, hãy mau thả cái vật côn trùng ấy ra ngay. Vật bắt côn trùng được làm từ kim loại nên nó rất dễ bị sét đánh trúng. Sân chơi này có rất nhiều đồ chơi làm từ kim loại. Chúng ta phải ra khỏi đây ngay. Lối này. Cứu mà. Là hươu cao cổ con. Cậu bé đang gặp nguy hiểm. Đi nhanh nào. Hươu cao cổ con. Không được trú dưới gốc cây. Cậu đây. Chúng ta không nên ở đây. Đi nào. Tôi sẽ gọi Babylon trợ giúp. Đừng. Sử dụng điện thoại dưới trời mưa bão cũng có thể tăng nguy cơ bị sét đánh đấy. Nguy hiểm như vậy sao? Vậy chúng ta phải làm gì? Chúng ta hãy đến một vùng trung thấp. Ở đó sẽ ít bị sét đánh hơn. Đường này. Bên kia.
hãy mau chóng di chuyển đến nơi an toàn. Sao bây giờ Hiếu Cao Cổ Con, tôi đã rất lo cho cậu. Cháu không bao giờ chơi ngoài trời khi mưa bão nữa đâu ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi trời có mưa bão, các bạn nên ở ngoan trong nhà hoặc trong xe ô tô. Nếu các bạn chẳng may ở bên ngoài, không được trú mưa dưới gốc cây hoặc các bức tường ngoài trời. Tránh xa cột điện và dây điện. Ngoài ra, chúng ta không được gọi điện thoại hoặc sử dụng các thiết bị điện tử. Và cũng không được chạm vào các vật dụng kim loại khác, chúng rất dễ bị sét đánh. Hãy ghi nhớ những điều này nhé. Quả dại nguy hiểm. Không chịu nổi nữa rồi. Cái gì đây? Quả mọng màu đỏ à? Nhìn ngon thế nhỉ. Nhầm. Wow, ngon phết đấy nhỉ. Một quả nữa nào. Một quả nữa. Mình sẽ lấy cả cái cây này luôn. Bụng mình làm sao ấy nhỉ? Ôi, thối quá đi mất đi. Của các bạn đây. Cảm ơn ạ. Thật là nhiều đồ ăn ngon. Thơm quá đi mất. Sao mà thối quá. Mùi gì khủng khiếp mấy nơi thế đó. Thật là thối. Không thể chịu nổi nữa rồi. Cẩn thận đấy. Bà chủ chú, bà có sao không ạ? Sao mà thối thế? Đây đã, xe lăn của bà. Lạ thật đấy, mùi này từ đâu ra nhỉ? Papillon, hãy giúp tôi tìm hiểu chuyện này. Hãy để tôi. Đến giờ biểu diễn của ngon thôn rồi. Đi nào, để theo mùi đó. Tan. Chúng ta mau bám theo. Hơn trên bé nhỏ rất tốt trong việc theo dấu mùi hương đấy. Nó bị sao thế? Tôi quên mất là nó không chịu được mùi hôi thôi. Đừng lo, tôi sẽ nâng cấp cho nó thêm lớp bảo vệ. Tan. Tìm thấy rồi, mùi hôi đó xuất phát từ chiếc xe kia. Sao chiếc xe đó lại đánh võng ghê vậy? Mau đuổi theo nó. Bụng của tôi, nhà vệ sinh ở đâu thế? Mùi kinh quá. Cái mùi gì kinh chi? Ơi, đàn piano của tôi. Thật may quá. Wow, Papillon, bạn thật tuyệt vời. Dĩ nhiên rồi. Mọi người ngồi vững. Wow, chúng ta an toàn rồi, tuyệt quá. Dobby, không được cho đầu ra khỏi cửa xe. Ôi, cái bụng của tôi.
Anh sói, dừng xe lại ngay. Ôi, anh ấy bị ngất rồi. Chúng ta sẽ bị đâm mất. Là gia đình hàng không? Có chứ. Móng vuốt bay. Anh sói. Hả? Đây là quả gì vậy? Tôi đoán anh bị ngộ độc vì đã ăn loại quả dại không rõ nguồn gốc. Chúng ta phải nhanh chóng đưa anh ấy tới bệnh viện. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, một số loại quả dại trông rất ngon miệng, nhưng các bạn không nên hái hoặc ăn chúng. Một số loại quả dại thậm chí có độc. Nếu bạn ăn phải, nó có thể gây ngộ độc, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng nữa. Vì vậy, không được ăn quả dại nhé. Hãy ghi nhớ điều này. Cẩn thận với dây diều. Hey, tớ nhanh nhơn cạo rồi nhé. Xin chào, cảnh sát trưởng Labrador nghe đây. Cảnh sát trưởng Labrador, ở trong công viên có ma. Tới đây giúp chúng cháu với. Có ma ư? Chú sẽ tới đó ngay. Tóc các cháu bị sao vậy? Bọn cháu chơi xe trượt ở đằng kia thì đột nhiên tóc bọn cháu biến thành như thế này. Chắc chắn là có ma thật rồi. Thật là đáng sợ quá đi. Các cháu đừng khóc, trên đời này không có ma đâu. Các cháu về nhà trước đi. Ruby, chúng ta đi kiểm tra nào. Được. Cái này sẽ giữ cho mình được an toàn. Ở đằng kia. Đi nào. Đó đâu rồi? Chúng ta chia nhau ra nào. Nghe như tiếng của cái kéo vậy. Bắt được rồi. Ôi không, tóc của tôi. Anh lười. Cái gì? Vậy ra anh chính là con ma phải không? Không phải tôi. Anh ấy không phải con ma đâu. Anh ấy là thợ vườn ở đây. Anh ấy vẫn làm việc vào giờ này vì anh ấy di chuyển rất chậm. Đúng vậy. Vậy thứ chúng ta vừa gặp là gì? Cơn gió này to thật đấy. Cẩn thận. Cái gì thế? Là một con diều. Con diều á? Nhìn này, đây là phần đuôi của một con diều. Vậy ra con ma là do con diều bay. Bảo sao mỗi khi gió nổi lên là chúng ta lại nhìn thấy nó xuất hiện. Nhưng làm sao mà con diều có thể cắt tóc mọi người được? Dây diều có thể sắc bén, thậm chí có thể cắt được cả hoa quả dễ dàng. Cho nên cắt tóc cũng là chuyện thường. Nghe thật là nguy hiểm. Chúng ta phải tìm ra con diều đó ngay. Hãy chú ý tới hướng gió. Hướng đó. Ở đằng kia đúng là một con diều.
Ở đằng kia có nhiều người tập trung quá, nó sẽ gây nguy hiểm cho rất nhiều người. Mọi người, cúi xuống ngay. Bóng bay của tôi. Ôi không. Mọi người tránh ra. Cẩn thận. Cứu tôi, cứu tôi. Đúng rồi. Chúng ta an toàn rồi. Dây diều rất mảnh và sắc, có thể dễ dàng gây thương tích cho mọi người. Mọi người hãy chú ý nhé. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bạn nhỏ, khi diều lên cao, dây diều có thể trở nên rất sắc bén. Nếu có người đang thả diều hoặc bạn bắt gặp một con diều rơi gần mình, hãy cẩn thận, tránh xa khỏi đó ngay để tránh bị thương. Hãy ghi nhớ lời khuyên này nhé. Chuyến tàu an toàn. Nhanh lên mẹ ơi, đi nào. Tàu sắp khởi hành. Tất cả hành khách xin vui lòng lên tàu. Dobby, cái vali to này là gì vậy? Đối với chuyến đi dài như thế này thì tất nhiên là tôi sẽ mang theo rất nhiều thứ. Wow, cửa tự động kìa. Tuyệt quá. Dobby, anh không sao chứ? Tôi xin lỗi. Con yêu, đừng chạy lung tung như thế. Tàu sắp khởi hành. Chúc các bạn có một chuyến đi vui vẻ. Yahoo! Wow, trông đẹp quá đi mất. Nóng quá, nóng quá. Tàu sắp đến ga Rainforest. Nó rung rồi. Mình có thể xuống tàu và chơi. Wow, bánh kìa. Tôi lên. Bánh. Mình nên chọn cái nào nhỉ? Cái này. Mình muốn tất cả. Gấu con ơi, con đâu rồi? Gấu mẹ, có chuyện gì vậy? Cảnh sát trưởng Labrador, con tôi đã chạy khắp nơi trên tàu và bây giờ không thấy đâu cả. Tôi làm sao bây giờ? Đừng lo lắng mẹ gấu, chúng tôi sẽ giúp chị tìm gấu con. Mình phải làm gì đây? Tàu đi mất rồi. Này bạn nhỏ, cháu đang đi tìm mẹ à? Đi về chú sẽ tìm mẹ cho. Thật á? Cháu cảm ơn chú. Thằng nhóc này. Chú cáo, cháu muốn ăn bánh này. Sau khi tìm thấy mẹ cháu thì... Nhưng cháu đói lắm rồi, đi mà chú. Được rồi, chú sẽ mua cho cháu một cái. Wow. Ăn đi nào, rồi chúng ta sẽ đi tìm mẹ cháu. Anh có thấy một cậu bé chạy qua đây không? Không. Chị có thấy một đứa trẻ không? Không, tôi không thấy. Cô thỏ, cô có thấy gấu con chạy quanh đây không? Cậu bé đó đã chạy khắp nơi trên tàu và làm đổ đĩa bánh của tôi. Cậu bé đi đường đó. Tôi xin lỗi cô thỏ nhiều ạ. Anh lười. Anh có thấy gấu con không? Có. Tuyệt. Cậu bé ở đâu? Cậu bé đã xuống tàu rồi. Ôi không, cậu bé đang ở ga Rainforest. Chúng ta cần phải đi tàu quay lại đó. Chú ơi, cháu muốn ăn nữa. Cháu muốn ăn cái gì cơ? Sao
đi với ta ngay bây giờ. Cháu không muốn đi với chú đâu, cháu phải đi tìm mẹ cháu. Đừng có mà hòng nghĩ về việc đấy. Để cô bé yên. Không, cảnh sát đến. Chạy thôi. Con yêu, con làm mẹ lo lắng quá. Con sẽ không chạy lung tung nữa đâu. Dừng lại. Ôi không. Ở đằng kia. Đừng đẩy. Đừng đẩy nữa. Cảnh sát trưởng Labrador, xin hãy nhường đường cho chúng tôi. Đứng lại ngay. Mình sẽ chạy qua đó. Không được bước qua vạch an toàn. Tôi không nghe anh đâu. Sẽ tới đây. May quá. Thật là đáng sợ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Các bé, khi đi tàu hãy cẩn thận nhé. Khi bạn đang ở trên sân ga, đừng bước qua vạch an toàn. Bạn có thể bị ngã hoặc bị kẹt dưới gầm tàu. Hãy chú ý đến bước đi của bạn và xếp hàng chờ đợi khi lên và xuống tàu. Đừng đẩy người khác và ở gần ba mẹ của bạn. Và đừng bao giờ chạy lung tung hoặc xuống tàu một mình. Hãy ghi nhớ điều đó.